Ngày 14 tháng 7, đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu EU Joseph Borrell cho biết Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã phản ứng mạnh mẽ với một yêu cầu được đưa ra tại diễn đàn khu vực ASEAN-ARF về việc rút quân khỏi Ukraine. Moscow gọi đó là một phần âm mưu của phương Tây. Trong khi đó, cùng ngày theo tờ Pravda, lực lượng biên phòng Ukraine cho biết Nga đã rút gần như toàn bộ quân khỏi Belarus. Theo lực lượng trên, gần đây số lượng binh sĩ Nga tại các cơ sở huấn luyện của Belarus đang giảm dần cho đến mới đây. Ukraine ghi nhận con số này lên tới 2.000 người. Hiện tại thì đợt luân chuyển tiếp theo đã diễn ra và gần như toàn bộ lực lượng Nga đã được rút khỏi khu vực huấn luyện trên lãnh thổ của Belarus. Ngoài ra, lực lượng biên phòng Ukraine không quan sát thấy bất kỳ sự xuất hiện có tổ chức nào của các thành viên thuộc tập đoàn quân sự Wagner ở Belarus như báo cáo trước đó, trong khi Belarus cho biết đang chuẩn bị địa điểm trú quân cho họ.